Các bạn thực hiện phép toàn lý thưa 10 mũ 20 chia cho 20 mũ 10 Thì ta làm như thế nào thế Thì các bạn phải tách ra đây. 10 mũ 10 10 mũ 20 sẽ bằng là Đấy là 10 mũ 10 cộng 10 Trên 20 20 mũ 10 các bạn nha 20 mũ 10 đây. Cái này sẽ bằng là 10 mũ 10 Nhấn 10 mũ 10 Đấy, đến 20 mũ 10 là bằng 2 nhân 10 mũ 10. Ok. Đấy. Bây giờ các bạn phải phân tích tiếp là bằng 10 mũ 10 nhân 10 mũ 10 Trên 2 mũ 10 nhân 10 mũ 10. Đấy. Thì lúc này các bạn phân tích đây. 10 mũ 10, 10 mũ 10 rút gọn. Và cái này sẽ bằng là 10 mũ 10 đến 2 mũ 10. Đấy. Thì cái này sẽ bằng 10 trên 2 mũ 10. 10 chia 2 được 5. Vậy là 5 mũ 10. Các bạn nhá, kết quả là mũ 10. Đấy. Vậy ta có 10 mũ 20 trên 20 mũ 10 bằng 5 mũ 10. Đấy. Các bạn có thể tổng quát hóa bài toán này. Là gì? là a mũ 2b đến 2b mũ a. Đấy. Thì bằng gì? Đấy. Kết quả đó như thế nào các bạn? Đấy, các bạn đang nghiên cứu nhá. Đấy. chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chiếc gần nhất. Đấy. Chào các bạn.